Hãy đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa Cát. Thay mặt biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Tổ tiên tích đức ngàn năm thịnh, con cháu tích đức vạn đại vinh. Quý vị thân mến, người Việt Nam ta từ xưa đến nay vẫn luôn hướng theo chân lý, lá dụng về cội. Vậy nên việc chú trọng chăm sóc bàn thờ gia tiên và thờ cúng đấng bề trên là điều bất kỳ gia chủ nào cũng quan tâm, đặc biệt là trong mỗi dịp lễ Tết đến, xuân về. Dù con cháu trong nhà có bận rộn đến mấy cũng sẽ dành thời gian để dọn dẹp, bao sái bàn thờ gia tiên. Tuy nhiên, vì quỹ thời gian hạn hẹp nên có nhiều gia chủ vô tình thực hiện việc này một cách qua loa và không được trọn vẹn, thậm chí phạm phải các sai lầm cấm kỵ dẫn đến tai bay vạ gió, khiến thần linh của trách rước họa vào nhà. Vậy đâu là những điều đại kỵ sau khi lau dọn bàn thờ dịp cuối năm để giữ cho gia đạo luôn an yên, hạnh phúc? Xin mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Tuyệt đối cấm lau dọn bàn thờ ngày Tết nếu chưa biết điều cấm kỵ này, kẻo xui xẻo đeo bám cả năm. Vào dịp cuối năm, nhà nào cũng tất bật dọn dẹp, trang trí nhà cửa để chuẩn bị đón một năm mới nhiều bình an. Việc lau dọn bàn thờ còn gọi là bao sái là điều quan trọng nhất, cần được làm thật kỹ càng, sạch sẽ, không thể tùy tiện và vội vàng làm cho qua xong chuyện. Về người lau dọn bàn thờ tổ tiên ngày Tết thì nên để gia chủ, gia đình đứng ra lo liệu và làm việc, thể hiện lòng thành kính, sự tôn kính khi chăm chút cho nơi ngự của thần linh, ông bà nhà mình. Tuyệt đối phải tránh những kiêng kỵ dưới đây, nếu không sẽ làm tiêu tán tài lộc của gia đình. Đại kỵ thứ nhất, tỉa và đổ chân hương sai cách. Khi hương đầy, người ta thường tỉa và đổ bớt chân hương, nhưng việc này không phải ai cũng biết và hiểu cách làm. Nếu tử hương sai cách sẽ khiến tài lộc tiêu tán. Cách đúng nhất khi tỉa chân hương là tuyệt đối, không được lấy ra hết mà phải để lại 5 chân, không được rút chân hương rồi cầm bát hương đổ hết cho ra ngoài. Theo người xưa như vậy rất dễ gây tán tài. Nên dùng chiếc thìa nhỏ xúc từng thìa đổ ra ngoài rồi mới rửa sạch bát hương đặt sang một bên, không được vứt chân hương bừa bãi, tuyệt đối không được bỏ chân hương ở những nơi bẩn thỉu, vì người xưa quan niệm như thế sẽ bị các thần của trách, dễ gặp xui xẻo, vận rủi chân hương tỉa ra thường đốt và tất cả tro được thả xuống sông, hồ hoặc hòa nước bón cây. Hơn nữa, với tro bát hương cũ, đồ thờ cúng khi muốn thay thế đồ mới thì phải thả đồ cũ ra sông hồ cho mát hoặc là những nơi sạch sẽ. Với bàn thờ cũ, cây nến, cây hương tiện bằng gỗ, sơn son thiếp vàng, cổ nên hóa đi chứ không nên để nguyên vứt linh tinh, vừa phạm vừa ô nhiễm môi trường. 2. Đại kỵ thứ hai, dùng đồ không sạch để lau dọn bàn thờ ngày Tết. Khi đã biết việc dọn bàn thờ ngày Tết rất quan trọng thì bạn cũng không được lơ là việc dùng gì để lau dọn. Những đồ lau dọn bàn thờ như chổi quét, khăn lau, khăn khô đều là đồ sạch, được mua về để dùng riêng cho lau dọn bàn thờ tổ tiên là tốt nhất. Hạn chế dùng chổi, khăn lau, dọn chung vốn mang nhiều uế tạp, không đảm bảo sự tôn nghiêm. 3. Đại kỵ thứ 3, dùng nước sạch để rửa bài vị. Sau khi lau rửa bàn thờ thì nên dùng nước ấm, không nên dùng nước lạnh để lau rửa bài vị. Đặc biệt khi lau bát hương không nên xê dịch bát hương nhiều, chỉ nên dùng rẻ sạch lau qua thành bát bớt bụi, tàn nhang bám trên đó. Nước dùng để lau dọn bàn thờ, lau bát hương, rửa bình hoa hay chén đĩa trên bàn thờ đều phải là nước sạch được cất riêng. Có nhà cẩn thận còn dùng nước mưa hay kỳ công nấu hẳn một nồi nước lá trầu, lá bồ để chuẩn bị cho việc dọn dẹp bàn thờ tổ tiên ngày Tết được thanh sạch, trang trọng nhất. Có thể nấu nước 5 thứ thảo dược, quế, hồi, đinh, hương, gỗ vang, bạch đàn hoặc rượu gừng để tẩy uế làm sạch đồ thờ cúng. Đun sôi cho kỹ những thảo dược đó với 1,5 lít nước, để ấm rồi dùng nước đó để lau rửa bàn thờ và đồ thờ cúng. Tuyệt đối không lau bài vị của tổ tiên trước bài vị của thần Phật. Phật luôn ở vị trí trang trọng và luôn được ưu tiên trước nhất. Người xưa quan niệm nếu không làm như vậy là bất kính, mạo phạm tới thần Phật. Thần Phật có ngôi vị cao hơn nên sẽ khiến tổ tiên bị chèn ép. 4. Đại kỵ thứ 4, cho thêm tro vào cát, vào lư hương. Bạn hãy nhớ rằng lư hương trên bàn thờ không chỉ là nơi cắm nhang sau khi khấn vái của gia chủ. Theo quan niệm dân gian, đây còn là lư đựng tài lộc của gia chủ. Luôn nhớ, tro trong lư hương phải đầy để tài lộc luôn ấm áp. Sau khi lau chùi, chủ nhân không nên di chuyển vị trí. Sau mỗi lần rút chân hương, nên cho thêm tro hoặc cắt sạch vào lư hương để tránh tán tài. 5. Sai lầm thứ 5, làm đổ vỡ đồ trên bàn thờ. Một số người khi động đến đồ linh thiêng lại càng run, càng hay làm rơi vỡ.
Đồ thờ cúng trên bàn thờ là những vật linh thiêng thể hiện sự trang trọng, tôn kính với người thân và tổ tiên đã khuất. Nên theo quan niệm dân gian, nếu không cẩn thận làm đổ vỡ thì gia chủ sẽ gặp chuyện không may vì thiếu đi sự tôn trọng với người đã khuất. Đây là một trong những điều đại kỵ khi lau dọn bàn thờ. Tốt nhất chúng ta phải cực kỳ cẩn thận, nhẹ tay và không được làm đồ vật vỡ. Bởi khi làm đổ vỡ các đồ vật, gia đình sẽ bị ông bà, tổ tiên của trách và nhiều điều xấu sẽ xảy ra. Quý vị thân mến, vào những ngày tháng cuối năm, bên cạnh việc bao sái bàn thờ gia tiên thì có nhiều gia chủ cũng chú trọng đến việc dâng hoa lên bàn thờ để bày tỏ tấm lòng thành kính cũng như sự biết ơn đối với chư Phật, thần linh và gia tiên. Mặc dù giá trị vật chất không nhiều, nhưng việc lựa chọn được loại hoa phù hợp để trưng bày trên bàn thờ sẽ giúp gia chủ hài lòng và ban phát phước lành về cho gia đạo. Vậy đó là những loài hoa nào? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Đứng đầu tiên là hoa cúc vạn thọ. Hoa thờ cúng cần chọn loại hoa có mùi thơm dịu nhẹ, thanh khiết để tăng thêm phần trịnh trọng, thể hiện lòng thành của gia chủ. Vì thế, tuy hoa cúc vàng là lựa chọn hoàn hảo cho bàn thờ, thì cúc vạn thọ dù tên hay dễ trồng, dễ sống, có màu vàng tươi tắn, sự may mắn và thịnh vượng, nhưng ở Hà Nội, Sài Gòn và nhiều địa phương lại không được ưa chuộng bởi mùi hương nồng và có mùi hôi. Đứng thứ hai là hoa sứ. Hoa đại hay còn gọi là hoa sứ Champa mang màu trắng tinh khôi và mùi hoa rất thơm nhưng lại bị liệt vào danh sách không cắm hoa này nên bàn thờ ngày Tết. Bởi theo Tích Lào, liên quan đến chuyện tình yêu trai gái nên cũng không dùng vì nó mang lại những điều không may mắn. Đứng thứ ba là hoa sâm bụt. Là loài hoa có nhiều màu sắc đỏ, trắng, vàng, bông cũng rất đẹp nhưng không dùng thờ cúng vì tên hoa có chữ sâm đằng trước. Theo truyền thuyết cho rằng, hoa sâm bụt thường dùng để nói về những người con gái có lối sống không đàng hoàng, lẳng lơ, không trung tình, trung thủy. Chính vì vậy nên hoa sâm bụt không dùng để thờ cúng tổ tiên. Thứ tư là hoa ly. Hoa ly là loài hoa có vẻ quyến rũ, hoa rực rỡ, kiêu sa, có màu sắc rực rỡ, hương thơm nồng, không thích hợp để dâng lễ Phật, nhưng có thể dâng lên gia tiên hoặc nơi thờ thánh, nhất là nơi thờ thánh mẫu. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng không nên dùng hoa ly trên bàn thờ gia tiên vì nó mang ý nghĩa ly tán, chia ly, nên tốt nhất chúng ta không nên dùng để đặt lên trên bàn thờ mối quan hệ gia đình, dòng họ, không vì thế mà ảnh hưởng. Kể cả các Phật tử cũng thường tránh dùng hoa ly để lễ Phật. Thứ năm là hoa phong lan. Tuy loài hoa này đẹp, bền, được nhiều người mua cắm ban thờ nhưng dâng Phật không nên dùng vì phong lan có nhiều màu rực rỡ. Thêm nữa, chữ phong gần nghĩa với chữ phong tình, phóng túng. Vì thế, theo dân gian cho rằng, không cắm hoa này nên bàn thờ ngày Tết. Đường thứ sáu là hoa phù dung. Hoa phù dung là một loài hoa mang vẻ đẹp kiêu sa nhưng mong manh. Phù dung đẹp nhưng cuộc đời hoa phù dung rất ngắn ngủi, cũng bởi đặc tính sớm nở, tối tàn, thay đổi màu sắc theo từng thời điểm trong ngày, từ trắng muốt sang hồng, đỏ rồi sậm dần và lùi tàn, khiến cho nó trở thành loài hoa kiêng kỵ cho việc thờ cúng. Quý vị thân mến, việc thờ cúng không quá đề cao giá trị vật chất, không nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy, nhưng quan trọng gia chủ cần có tấm lòng thành tâm sâu sắc và thật sự muốn tỏ lòng biết ơn đối với ông bà tổ tiên. Quý vị đã lựa chọn được loài hoa phù hợp để trưng bày trên bàn thờ gia tiên hay chưa? Hãy bình luận bên dưới video này để chia sẻ cùng chúng tôi nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!